Vâng, xin chào tất cả anh em chơi audio trên toàn quốc. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Linh Phạm Audio, kênh chính thức chuyên review hàng bãi tuyển chọn của bên em. Như thường lệ, anh em nhớ like cũng như subscribe để luôn nhận được những video update đầy đủ nhất trên kênh chính thức này. Xin cảm ơn tất cả anh em. Vâng, với sự giới thiệu về những chiếc Emily mới về của bên em, thì tiếp tục em xin giới thiệu đến anh em một chiếc Pioneer mang model là SX1500T. Vâng, là một chiếc Emily thuộc dòng phân khúc Receiver rất là nổi tiếng và được các anh em chơi rất là yêu thích, với tầm giá rất là hợp lý dưới 10 triệu để anh em chơi những chiếc Emily, chiếc loa Pioneer, Evan cũng như là KLH cho chất âm rất là hay. Thì em xin giới thiệu sơ qua về chiếc Emily Pioneer SX1500T này để anh em có thể biết được chưa về thiết kế đi. Vâng, về thiết kế vỏ ngoài có hai nẹp gỗ hai bên. Còn đây là vỏ sắt anh em nhé, vỏ zin toàn bộ. Vỏ sắt cũng làm giản vân gỗ nhìn rất là đẹp. Mặt phay bóng toàn bộ đây anh em có thể nhìn thấy. Đây là phay xước nhé, mặt nhôm phay xước nhìn rất là sang. Một chiếc âm ly Nhật xuất Mỹ nhìn rất là hoài cổ. Đây là tổng thể mặt trước của âm ly. Thì đi đến với chức năng, đầu tiên là ở đây là nút speaker, nó gồm cả là power ở đây luôn, power bật hết về là sẽ power này. Đấy, thì nó có đường main, đường extra, đường main extra, thì giống như cầu A cầu B anh em, thì anh em có thể chơi được hai cặp loa riêng biệt với hai cầu khác nhau, đường main và đường extra. Đấy. Nút chỉnh bass, đường chỉnh tép, ba lăng, volume, vâng, như những âm đi server bình thường. Thì sang đến các nút chức năng bên này, thì là nút low note này, đây low note này. Chỉnh low này, chỉnh high, tức là tiếng chậm và tiếng sáng hơn một chút, đều là chỉnh ở đây. Đây là muting của FM này. Đây là các núm của chức năng stereo trái phải. Còn đây là điều chỉnh phono FM, AM, AUX. Một chiếc âm ly có thể nói là đầy đủ các chức năng như cái dòng âm ly server bình thường. Em xin bắt FM này anh em nghe thử. Vâng, rất ok. Đây là chiếc Pioneer được sản xuất vào những năm 1969 anh em nhé, gần 50 năm tuổi đời rồi mà nó thực sự là rất ok. Nó sử dụng là 4 sò sắt Toshiba chữ đỏ, xuất âm tụ rất là mạnh mẽ, khỏe. Vâng, em xin phép được báo giá bán về chiếc Emily Pioneer SX1500T này với giá là 6,5 triệu. Rất là hợp lý cho anh em chơi. Anh em thích có thể liên hệ đặt hàng với số điện thoại của em là 0908 325 77. Mọi chức năng bên show em đã test hoàn hảo, anh em có thể nhìn thấy và cũng nghe rồi. Hàng nguyên bản, cam kết cho anh em. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.